Thưa quý vị, hàng chục người ủng hộ quân đội Ai Cập đã biểu tình sau vụ nổ ở Sinai. Thưa quý vị, một bản tin từ El Tor, hàng chục người ủng hộ quân đội Ai Cập đã biểu tình sau vụ nổ tấn công một tòa nhà cơ quan an ninh ở Nam Sinai trong sáng ngày hôm qua, làm 2 người chết và 48 người bị thương. Nhân chứng nói rằng tòa nhà bị tấn công bằng xe bom. Dân quân Hồi giáo trên bán đảo Sinai đã gia tăng hoạt động sau khi Tổng thống Hosni Mubarak bị lật đổ và hoạt động mạnh hơn sau khi Tổng thống Mohamed Morsi bị đảo chánh. Tính từ tháng 7 tới nay, đã có trên 100 nhân viên an ninh Ai Cập bị chết ở Sinai. Trong lúc đó, dân quân đã tấn công tại thành phố Ismailia, nằm trên kênh đào Suez, làm 5 quân nhân Ai Cập tử thương. Các nguồn tin an ninh cho biết, dân quân đã tấn công trong lúc quân nhân đang ngồi trên một chiếc xe đậu gần một trạm kiểm soát. Tại một vùng ngoại ô của thủ đô Cairo, thành phần tấn công đã bắn rocket vào một đài truyền hình vệ tinh của nhà nước Ai Cập, làm 2 người bị thương. Tình trạng bạo động ở Ai Cập đang tạo ra lo ngại nước này sẽ lâm vào tình trạng nội chiến, ít nhất cũng giống như là thập niên 1990, khi Tổng thống Hosni Mubarak thẳng tay đàn áp huynh đệ Hồi giáo.